Đây là tàu khu trục chở trực thăng lớp Izumo, chiến hạm lớn nhất mà Nhật Bản đóng sau Thế chiến II. Izumo có chiều dài 248m, rộng 38m, lượng giãn nước đầy tải đạt 26.000 tấn, có thể mang tối đa 28 trực thăng. Nếu xét về kích thước, lớp Izumo thực sự giống tàu sân bay hơn là khu trục hạm. Vậy tại sao Nhật Bản không làm thẳng tàu sân bay mà lại tốn công xây loại khu trục hạm trực thăng này? Thực ra không phải Nhật không muốn đóng, mà là họ không thể đóng. Với tư cách là nước bại trận trong Thế chiến II, bản hiến pháp mới sau chiến tranh của Nhật, cụ thể là điều 9, quy định rằng Nhật vĩnh viễn từ bỏ quyền phát động chiến tranh, cũng như không được sở hữu bất kỳ loại vũ khí mang tính tấn công nào. Vì vậy, việc chế tạo tàu sân bay trên phương diện pháp lý là điều bị cấm. Thế nhưng dã tâm của Nhật Bản không thể mãi bị kìm nén. Họ liên tục tìm cách lách luật, đánh bóng mờ quanh khái niệm tàu sân bay. Đầu thế kỷ 21, Nhật giới thiệu lớp khu trục hạm Hyuga với thiết kế bong thẳng. Tuy nhiên, kích thước của lớp Hyuga vẫn chưa làm họ hài lòng, nên trên cơ sở đó, Nhật đã phát triển phiên bản nâng cấp toàn diện, chính là lớp Izumo. Chính phủ Nhật luôn khẳng định hai lớp tàu này chỉ là vũ khí mang tính phòng thủ, chủ yếu để chống ngầm, không hề vi phạm quy định. Nếu trước đây họ còn cố giả vờ, thì nay đã chẳng cần che giấu nữa. Từ khi nội các Nhật Bản phê duyệt kế hoạch cải hoán tàu Izumo vào năm 2018, lớp tàu này đã bắt đầu bước những bước dài tiến gần tới đúng nghĩa tàu sân bay. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, hai tiêm kích F-35B của Mỹ đã thực hiện cất hạ cánh thử nghiệm trên tàu Izumo. Đây là lần đầu tiên kể từ sau Thế chiến II, một máy bay cánh cố định cất cánh từ chiến hạm Nhật Bản. Gần đây, tàu JS Kaga, chiếc thứ hai trong lớp Izumo, cũng đã hoàn tất quá trình cải tạo, sang Mỹ để tiến hành thử nghiệm với F-35B. Vậy loại tàu sân bay lách luật này của Nhật thực chất đạt trình độ nào? Liệu nó ẩn giấu sức mạnh hay chỉ là cái vỏ hào nhoáng? Chào mừng các bạn đến với Beam & Mer Military, kênh chuyên phân tích và đánh giá vũ khí các nước. Hôm nay, chúng ta cùng tìm hiểu về tàu khu trục trực thăng, nhưng thực chất là tàu sân bay mini Izumo của Nhật Bản. Sau khi Thế chiến II kết thúc, mặc dù khói lửa và tiếng súng đã tạm thời chấm dứt, nhưng một cuộc đấu tranh về hình thái lịch sử khác lại ngay lập tức bùng nổ. Ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, khối đồng minh phương Tây do Mỹ đứng đầu cấp thiết cần một tiểu đệ xung phong đi đầu để kiềm chế Liên Xô. Vì vậy, không lâu sau khi bị giải giới, năm 1948, Nhật Bản đã được Mỹ cho phép thành lập Cục Bảo an Hàng hải. Đây chỉ là bước đầu tiên trong việc tái lập hải quân. Đến năm 1952, phía Nhật Bản đề xuất rằng Cục Bảo an Hàng hải cần được trang bị một tàu sân bay hộ tống để thực hiện các nhiệm vụ hồi hương. Mỹ cũng không phản đối. Cùng năm đó, một cơ quan đặc biệt mang tên Đội Cảnh bị Hàng hải được thành lập trong Cục Bảo an Hàng hải Nhật Bản, với nhiệm vụ chính là tiếp nhận và sử dụng các tàu chiến do Mỹ bàn giao. Hai năm sau, năm 1954, Đội Cảnh bị Hàng hải đổi tên thành Lực lượng Phòng vệ biển Nhật Bản, GMSDS, đồng thời tiếp quản kế hoạch mua sắm tàu sân bay. Ban đầu, GMSDS dự định mua lại một tàu sân bay lớp Essex còn dư của Mỹ, nhưng kế hoạch vi phạm trắng trợn hiến pháp này nhanh chóng bị bác bỏ. Trong bối cảnh chiến tranh lạnh lúc bấy giờ, nhiệm vụ chính của lực lượng hải quân Nhật Bản là phối hợp với hạm đội 7 của Mỹ để đối đầu với hạm đội Thái Bình Dương của Liên Xô. Do đó, chiến lược chống ngầm trở thành hướng phát triển chủ đạo. Đến năm 1959, lần đầu tiên Nhật Bản đề xuất tự đóng một tàu sân bay trực thăng có khả năng mang theo 18 trực thăng Sea King. Tuy nhiên, trực thăng thời đó có hiệu quả chống ngầm kém, chi phí đóng tàu sân bay trực thăng lại quá cao, nên kế hoạch này bị tạm gác. Thay vào đó, Nhật Bản tập trung chế tạo số lượng lớn tàu khu trục thông thường và kế hoạch bị trì hoãn suốt 40 năm. Bước sang thế kỷ 21, khi những tàu khu trục lớn thời chiến tranh lạnh sắp hết niên hạn phục vụ, cùng với sức mạnh kinh tế ngày càng lớn, Nhật Bản mới xem xét lại kế hoạch tàu sân bay trực thăng. Lớp Hyuga chính là sản phẩm đầu tiên, với chiều dài 197m, chiều rộng 33m, lượng giãn nước đầy tải 17.000 tấn. Đây là chiến hạm đầu tiên của Nhật sau Thế chiến II sử dụng sàn đáp toàn bộ bằng thép. Một khi tiền lệ này được mở ra, tham vọng về sau sẽ chỉ càng lớn mạnh hơn. Chính vì vậy, khi chiếc Hyuga đầu tiên còn chưa chính thức đưa vào biên chế, GMSDF đã lên kế hoạch cho thế hệ tiếp theo, đó chính là lớp Izumo. Hai lớp tàu này gần như nối tiếp liền mạch. Khi chiếc Hyuga thứ hai, IC, mới phục vụ chưa đầy một năm, thì tháng 1 năm 2012, chiếc Izumo đầu tiên đã bắt đầu được khởi công tại Yokohama. Đến tháng 8 năm 2013, tàu hạ thủy,
và tháng 3 năm 2015 chính thức biên chế. Tiến độ nhìn chung rất nhanh. Tên Izumo xuất phát từ một tên tỉnh cổ của Nhật Bản, nay thuộc tỉnh Shimane. Chiếc thứ hai, số hiệu 72, được đặt tên Kaga. Chính phủ Nhật nhiều lần nhấn mạnh rằng cái tên Kaga cũng bắt nguồn từ một tỉnh cổ, nay là tỉnh Ishikawa. Tuy nhiên, cái tên này vẫn gây ra ít nhiều sự khó xử, bởi trong Thế chiến II, Kaga từng là một trong những tàu sân bay tham gia tập kích Trân Châu Cảng. Trên đây là khái quát về nguồn gốc dự án, tiếp theo chúng ta sẽ nói về chi tiết cụ thể của lớp Izumo. Là một khu trục hạm trực thăng, lớp Izumo có hai nhà chứa trực thăng. Mỗi nhà chứa chứa được 6 trực thăng, ở giữa có cửa chống cháy ngăn cách. Ngoài ra còn có một trung tâm bảo trì, chịu trách nhiệm công tác bảo dưỡng, sửa chữa hàng ngày cho trực thăng. Ở đây còn có thể bố trí thêm 2 chiếc nữa, nâng tổng khả năng mang theo trong khoang lên 14 chiếc. Tuy nhiên, con số này chưa tính tới khả năng mang trực thăng trên boong. Nếu thực hiện nhiệm vụ ngắn hạn và đóng hết tải, Izumo có thể mang tối đa 28 chiếc trực thăng, nhưng trong thực tế, hiếm khi nào tàu được nạp đầy như vậy khi triển khai. Bố trí thông thường khi hoạt động gồm khoảng 7 chiếc SH-60K chuyên chống ngầm và 2 chiếc MCH-101 đa dụng. SH-60K là phiên bản cải tiến từ SH-60 Seahawk của Mỹ, đã được nội địa hóa và do Mitsubishi Heavy Industries sản xuất. Nó thực hiện được nhiều nhiệm vụ như tìm kiếm cứu nạn, vận tải, chống ngầm. MCH-101 là phiên bản nội địa hóa từ AVCAC-101 do Ý thiết kế, được Kawasaki chế tạo. Bên cạnh nhiệm vụ vận tải, cứu hộ, MCH-101 còn được dùng chủ yếu cho tìm kiếm và rà quét khu vực thủy lôi. Trong hoạt động thường nhật, trên boong Izumo thường luôn có một chiếc SH-60K trực sẵn và sẽ luân phiên với chiếc khác sau vài giờ để tránh ảnh hưởng tiêu cực của nắng và nước biển. Tàu có khả năng cho nhiều trực thăng cất hạ cánh cùng lúc. Về hệ thống nâng hạ, Izumo có 2 thang máy lớn với khả năng chịu tải 30 tấn mỗi chiếc và 3 thang máy nhỏ. Trong đó, 2 chiếc nhỏ dùng chuyên chở đạn dược, còn 1 chiếc liên thông trực tiếp với bệnh xá trên tàu để đảm bảo có thể đưa người bệnh tới điều trị trong thời gian ngắn nhất. Bệnh xá trên tàu trang bị 35 giường bệnh thông thường cùng phòng mổ, đơn vị chăm sóc tích cực ICU và phòng nha. Vũ khí, vì là khu trục hạm trực thăng và nhiệm vụ chính tập trung vào tác nghiệp trên không, Izumo không được trang bị vũ khí tấn công hạng nặng như tên lửa chống hạm quy mô lớn. Trang bị chính chỉ bao gồm 2 hệ thống phòng thủ cận bờ CIWS và 2 hệ thống phóng tên lửa phòng không SEARAM. Với một chiến hạm có lượng choán nước trên 20.000 tấn, hỏa lực như vậy có phần khiêm tốn. Nhưng tàu dựa vào sự bảo vệ của các thành phần khác trong hải đội, nên vũ khí như vậy được coi là đủ cho vai trò của nó. Hệ thống động lực, Izumo trang bị 4 tua bin khí GE-LM2500 được sản xuất theo giấy phép do IHI đảm nhận. Công suất mỗi máy đạt khoảng 33.600 mã lực, giúp tàu đạt vận tốc lớn nhất khoảng 30 hải lý trên giờ. So với lớp Hyuga, thế hệ trực thăng trước, Izumo không còn được tối ưu hóa hoàn toàn cho tác chiến chống ngầm, mà bổ sung thêm năng lực vận chuyển lực lượng và tiếp tế trên biển, khiến chức năng toàn diện hơn. Tàu có thể mang tối đa khoảng 400 lính thủy quân mục chiến, phục vụ cho các nhiệm vụ đổ bộ. Hướng phát triển của Izumo thể hiện xu hướng hải hướng Blue Water. Với lực lượng phòng vệ hàng hải Nhật Bản, việc bảo vệ lãnh thổ nội địa chỉ là một phần. Nhiệm vụ quan trọng hơn là phối hợp chiến lược với lực lượng Mỹ ở khu vực Thái Bình Dương. Cùng với sự phát triển không ngừng của đất nước, cái gọi là chuỗi đảo mà Mỹ từng rêu rao nay đã gần như chỉ còn trên danh nghĩa. Thế nhưng, với tư cách là tiểu đệ trung thành của Mỹ, một khi khu vực Thái Bình Dương bùng nổ xung đột, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản sẽ phải gánh vác nhiệm vụ phòng thủ ở nửa trên của chuỗi đảo thứ nhất. Muốn để tàu chiến của ta tiến vào khu vực Thái Bình Dương, bắt buộc phải đi qua eo biển Miyako. Đây là eo biển rộng nhất trong chuỗi đảo thứ nhất, có chiều rộng trung bình khoảng 240 km, nằm giữa đảo Miyako và quần đảo Okinawa, vị trí chiến lược cực kỳ quan trọng. Căn cứ quân sự cực nam của Nhật Bản cũng được đặt trên đảo Okinawa. Tuy nhiên, với sức mạnh quân sự hiện tại của Nhật, việc muốn phong tỏa eo Miyako chỉ là chuyện viển vông.
Có thể nói rằng hai tàu lớp Izumo chẳng khác nào hai sân bay nổi di động giúp Nhật tăng cường khả năng kiểm soát cục bộ trong một số khu vực. Nếu kết hợp thêm tiêm kích F-35B, phạm vi kiểm soát trên không cũng sẽ được mở rộng. Nhưng cần phải nhấn mạnh, những tàu sân bay nửa mùa này của Nhật Bản so với hải quân của ta thì chẳng khác gì lấy căn nhà nhỏ so với tòa nhà lớn. Để gọi là tàu sân bay thực thụ thì Nhật vẫn còn một khoảng cách rất xa. Dẫu vậy, trên con đường phát triển loại tàu sân bay lách luật này, lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản ngày càng đi xa hơn. Tương lai có thể xuất hiện nhiều động thái bất ngờ, vì thế vẫn cần đề cao cảnh giác. Nói về tàu sân bay trực thăng của Nhật đã đủ rồi, giờ hãy cùng nhìn sang một tàu sân bay thực sự. Mới đây, tàu sân bay Phúc Kiến của Trung Quốc cũng đã thuận lợi hoàn thành lần chạy thử nghiệm trên biển. Quay trở lại với lớp Izumo ở khía cạnh nhân sự, biên chế cơ bản của tàu là khoảng 470 người. Không gian sinh hoạt trên tàu khác khá nhiều so với tàu chiến phương Tây mà chúng ta thường thấy. Thiết kế có phần mang hơi hướng cổ điển của thời Thế chiến II. Cụ thể, không có nhiều phòng riêng mà chủ yếu là các khu vực lớn, trong đó thủy thủ ngủ giường tầng 3 tầng. Khu vệ sinh và phòng tắm cũng được bố trí theo thiết kế tập thể tương tự, trông khá đơn giản và lạnh lẽo. Tuy nhiên, trong mỗi khu sinh hoạt lớn đều có một khu vực thư giãn, nơi thủy thủ có thể xem TV, trò chuyện để giải trí. Về ăn uống, trên tàu có 3 nhà ăn lớn do 16 đầu bếp phục vụ. Thức ăn nhìn chung không có gì đặc biệt, khá đơn giản. Nhưng bộ khay sắt dùng trong bữa ăn lại tạo cảm giác quen thuộc. Ngoài mục đích quân sự, tàu cỡ lớn như Izumo còn có vai trò hỗ trợ đắc lực trong các nhiệm vụ cứu trợ thảm họa. Tàu có thể vận chuyển tối đa 4.000 dân thường, cho phép nhanh chóng điều động người và vật tư, rút ngắn thời gian phản ứng trong cứu nạn và thậm chí nâng cao cơ hội sống sót cho người gặp nạn. Do Nhật Bản là quốc gia thường xuyên xảy ra động đất, trực thăng có ưu thế rõ rệt trong công tác cứu hộ, nên Izumo có thể phát huy hiệu quả lớn khi thảm họa thiên nhiên quy mô lớn xảy ra. Ví dụ, vào ngày 14 tháng 4 năm 2016, khi tỉnh Kumamoto, Nhật Bản hứng chịu trận động đất mạnh trên 7 độ Richter, Izumo đã được điều động. Tuy nhiên, tàu không triển khai trực thăng cứu hộ mà chủ yếu được sử dụng như tàu vận tải, đưa vật tư và hàng cứu trợ tới khu vực bị ảnh hưởng. Năm 2018, Nhật Bản quyết định cải hoán lớp Izumo, lần đầu tiên để nó có khả năng mang theo MV-22 Osprey và tiêm kích F-35B. Kế hoạch cải tạo chủ yếu gồm hai hạng mục: gia cố bong bay để chịu được trọng lượng bổ sung của F-35B, đồng thời phủ thêm lớp sơn chịu nhiệt nhằm chống lại luồng khí nóng từ động cơ khi cất hạ cánh thẳng đứng. Thay đổi hình dạng bong từ kiểu thang sang hình chữ nhật, rút bong rộng hơn và hoạt động hiệu quả hơn. Hiện tại, tàu Izumo đã hoàn thành bước cải tạo đầu tiên, giai đoạn 2 sẽ bắt đầu vào năm sau. Chiếc Kaga cũng đã thực hiện phần cải tạo ban đầu, nhưng khác với Izumo, các bước cải tạo của Kaga phức tạp hơn và tốn kém hơn. Bong tàu Kaga hiện đã được chuyển đổi hoàn toàn thành dạng chữ nhật, tương tự tàu tấn công đổ bộ. Giai đoạn 2 sẽ tập trung nhiều hơn vào thiết bị bên trong, dự kiến khởi động cuối năm 2026. Sau khi toàn bộ quá trình cải tạo hoàn tất, lớp Izumo về cơ bản sẽ không còn liên quan nhiều tới khái niệm khu trục hạm trực thăng nữa. Tuy nhiên, do không có máy phóng cũng như đường băng kiểu tàu sân bay Kato 3, F-35B trên Izumo chắc chắn không thể cất cánh với tải trọng tối đa, khiến khả năng tác chiến bị hạn chế đáng kể. Mặc dù Nhật Bản chính thức tuyên bố không triển khai F-35B trực tiếp trên tàu Izumo, nhưng họ vẫn đặt mua 42 chiếc F-35B. Số máy bay này do lực lượng phòng vệ trên không Nhật Bản vận hành, bố trí tại các căn cứ gần GMSDF để có thể sẵn sàng đưa lên tàu khi cần. Tóm lại, lớp Izumo chính là cách để Nhật Bản lách qua giới hạn hiến pháp, biến khu trục hạm trực thăng thành tàu có năng lực cất hạ F-35B, và điều này chắc chắn có bàn tay Mỹ phía sau. Washington muốn ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, ngoài tàu sân bay của chính mình, còn có thêm sân bay nổi của đồng minh để lấp chỗ trống. Một khi nổ ra xung động cục bộ, ít nhất vẫn còn tiểu đệ có thể ra xung phong gánh đỡ. Hơn nữa, đây cũng là cách để Mỹ bán thêm nhiều F-35B cho Nhật. Tuy nhiên, có một vấn đề, Nhật Bản có F-35B nhưng liệu có biết cách vận hành trên biển hay không? Họ vẫn phải bắt đầu lại từ đầu, huấn luyện toàn diện cho lực lượng. Với Mỹ, đây là một món hời, vừa bán được vũ khí, vừa mở rộng ảnh hưởng quân sự. Có thể dự đoán rằng trong tương lai, trong nhiều cuộc tập trận chung Mỹ-Nhật, chúng ta sẽ thấy cảnh tàu Izumo nối đuôi theo sau các tàu sân bay Nimitz. Ok, trên đây là toàn bộ nội dung video ngày hôm nay. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ bằng like, share và follow nhé. Muốn xem thêm vũ khí, khí tài nào thì hãy để lại bình luận, chúng mình sẽ lần lượt sắp xếp. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo.